Bây giờ làm một cái bài test thử nha. Bây giờ ai mà dưới 18 thì đi ra để người ta test coi thử là đừng số. Không. Xong rồi 5 phút sau vô lại, nếu mà quá nhiều thì ok. Đừng ra. Không. Đứng dậy quay một vòng xem sao. Khi làm tình các bạn muốn có thích để giấu lại trên người người yêu không? Kiểu để hickey hay là để vết cắn hay là kiểu gọi là bóp đánh kiểu đánh rồi kiểu đánh xong nó bị đỏ lên á, kiểu coi hôm bữa mình mới bắt mấy con phim. À, đau quá đi. Hôm bữa mình có phim 50 sắc thái nha bạn, không có phải phim bậy gì đâu nha. Ủa con lớp hồi nào vậy? Ê, bây giờ tôi mới nghiệm đây thôi nha, không có nha. Cái gì vậy? Có. Em muốn đánh dấu như vậy thôi, sao chị không có nhu cầu em? No. Nhu cầu của con gái có cao không? Really nigga? Hay á, thiệt, câu hỏi này hay. Ok. Cái này thì mình nghĩ là dù là bậc phụ huynh hay là bậc học sinh hay là các em nhỏ thì các bạn cũng nên biết. Ok, bắt đầu thì chị bóp trước, nhu cầu của chị bóp có cao không? Thực ra thì người ta có một cái câu rất là hay, đó là không ăn được thì thèm làm gì. Hiểu không? Tức là một không ăn được thì thèm làm gì là sao? Ủa bây giờ tức là ví dụ nha. Bây giờ em thèm ăn thịt nướng nhưng mà em không có tiền ăn thì em vẫn thèm chứ. Không cần thèm, tức là không cần nghĩ đến nó luôn làm gì, em hiểu không? Ví dụ như bây giờ người ta thèm ăn đi cá mập đi. Nhưng mà kiểu tài chính không cho phép, mấy triệu một cái, không có tiền. Không ăn, không thèm nghĩ tới luôn. Bố mày ăn bún bò, úi trời ơi, hủ tiếu gõ, đồ các thứ. Ok, thì nó liên quan gì đến cái chuyện nhu cầu của chị có cao hay là không? Tức là ví dụ như vậy nha, nói một cách thô thiển không? Thì nó thật tiệt ra luôn đi. Tức là muốn cái, nếu mà muốn thì phải cần có cái gì? Cái gì? Một gì? Nếu mà muốn gì? Nếu mà nó có nhu cầu thì nó cần làm gì? Giải tỏa. Giải tỏa cái bình. Ủa chứ sao? Đó là nó đi kiếm con đực đó, má nó ngu thiệt, thiệt tình luôn á. Ủa chị cũng có thể tự giải tỏa. Chị cũng có thể tự giải tỏa mà chị. Tự giải tỏa sao? Cái đó gọi là tự sướng đó chị. Nếu mà chị không có nhu cầu, chị mà không biết chị có thể lên mạng để search. Ủa mình chị tưởng cái này chị có áp dụng với con trai thôi. À không, ý là em đọc trên mạng, em đọc trên mạng rất nhiều. Không phải, em đọc cái mạng có nghe thấy một cái manh mối. Không phải, không phải. Nghe thấy một cái manh mối gì đó. Ở đây á, gọi là mấy lần có rất nhiều bạn hỏi và em đã search rồi. Ý chị là chị còn chinh đúng không? Hay là ý chị là chị không tìm được thằng nào thỏa mãn chị nên chị không thèm nghĩ tới? Một hay là hai? Không, đều sai hết. Chứ là sao? Mình chưa kiếm được người mình tin tưởng, hiểu không? Thì là chị có nhu cầu nhưng chị không kiếm được người tin tưởng. mặt đó. Ôi xấu hổ à. Em đây. Ok. Đối với em á, em không có nhu cầu luôn. Bởi vì sao? Em không có nhu cầu luôn. Đúng ai rồi. Tin bây giờ mọi người có tin thì tin, còn không tin thì thôi. Còn tôi ấy, tôi gọi là tôi không có nhu cầu bởi vì gọi là nếu mà nói ấy, thì em chắc là loại con gái nhu cầu thấp về vậy đây. Nói chung là tuy là mình nói về cái chuyện sex này nó rất là thoải mái nhưng mà mình không có, bởi vì mình nói luôn là bởi vì đang trong giai đoạn FA. Trời quá à. Thế nên là bây giờ tình yêu mình còn chưa nghĩ đến nữa. Thế nên là mình bận rộn và bây giờ mình chỉ thật sự đó là mình thật sự nếu mà nói bây giờ nói mình chỉ muốn chơi điện tử thôi. Thế nên là giờ mình chỉ đang có nhu cầu chơi điện tử thôi. Vậy những cái lúc mà nó ít ỏi á, trong cái cuộc sống của em thì em làm gì? Em coi porn. Thì bây giờ mình thoải mái mình nói với nhau cho nhau nghe thôi, mọi người cũng biết là tôi coi porn mà, thì ok mình coi porn cái rồi tắt đi ra thì thôi. Mình không biết là coi cái đó có thể giải tỏa được không á. Đối với em nó giải tỏa được rồi. Đơn giản vậy luôn hả? Em là người đơn giản. Hoặc nếu như em có nhu cầu em sẽ đi ra em bật máy em trình tự. Kỳ dạ. Em sẽ làm cho đầu óc em nó bận rộn và em sẽ không nhớ tới nữa. Ok, nhu cầu của em có cao hay là không? Dạ, chị muốn hỏi em nhu cầu nào? Em có nhiều nhu cầu lắm. Ok, giờ em liệt kê cái nhu cầu nào mà cao nhất của em đi. Dạ, nhu cầu với gái với lại nhu cầu chơi game.
không thì làm gì được gọi là dê gái rồi. Dạ thì em thì đơn giản thôi, thì lâu lâu thì em bộ ngã người nữa thì... Nó có đỡ không? Em thì có, em thì có một thằng bạn thân thì ra chơi thì em với nó bàn nhau kế hoạch hai thằng cùng giá đi. Dễ thương vậy. Rồi sao? Ok ok dạ, ok ok. Thì em với nó từ nghe giỡn với nhau rồi tới đó nó đẩy em ngã cho người con này, em đẩy ngược phải nói rồi không. Thông minh mà. Nó nhiều trò okay. lắm. Trong, em kể tới sáng luôn hết. Ok bây giờ bạn kể tầm 3 trò. Là một trò một là đẩy rồi, trò hai là gì? Trò thứ hai thì là ra chơi thì tụi nó thì ngay ngồi ở tên bạn nhất thì ngồi nói chuyện đồ đó các kiểu đồ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh thì em bộ em đi dắp cạnh bàn như là cái gì đó để mà cũng có té đúng không? Chấm rồi cái đó thì chị tự biết nha. Chị tự biết cái đó thì chị tự biết không ok biết. Âm cái gì chấm rồi sao dắp cạnh bàn xong sao nữa? Ngã rồi thì chỉ biết một là dưới hay là ở trên. Đâu mấy yeah, chắc mẹ chuẩn xác rồi. Cách thứ ba. Cách thứ ba là gì? Cái thứ ba hả? Ừ. Thì cái thứ ba thì đó chính là giả bộ lại bóp dít nó rồi nói là đủ sao hôm nay dít mày lép thế. Rồi sao nó không chửi hả? Dạ em giả PD mà nhiều khi nó cũng bóp dít là em mà. Ôi trời ơi. Nhiều khi em ngồi cái bên nó còn bóp vú anh nữa. Sướng không? Rồi lúc mà nó bóp dít lại có sướng không? Gì? Nó bóp đau lắm chị. Sao nó bạo lực vậy? Nó, cái thứ nó có móng tay á chị, nó bóp đau lắm. Em thề chị nó bóp rất là đau. Em thề luôn. Vậy giọng này nó không có xem stream em thôi là dở. Nó không có xem stream của chị thôi là dở gì. Bà bê kế hoạch. Ok thì à, thấy ông này đỉnh của đỉnh luôn á. Ông này thấy chưa, tôi đã nói là hả? Dạ BD dê gái là có thịt. Xong kiểu mấy ông có nghe tôi bây giờ mấy ông thấy chưa? Chiêu dê này kinh nha. Đừng mấy ông đừng có bắt chước chàng Lan rồi nha. Bắt chước chàng Lan quá là kiểu nó biết nó biết hết đây.